Đây, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một trong những cái khu vườn mà cây cảnh phải nói là cũng khá là đẹp, không dám nói là đẹp nhất ở Huế. Cái khu vườn này rất là rộng nha các bạn nha. Ở Huế thì các bạn biết rồi, cái kiến trúc của Huế thì các đền thờ lăng tẩm nó rất là đẹp, cái lăng rất là đẹp. Các bạn phía bên cạnh kia có một cái cổng lăng á, các bạn thấy rất là đẹp rồi, cổng lăng họ Lê. Còn này mình review cho các bạn coi cây mai Tết ha. Cây mai này chủ bonsai nói là 500 triệu, 60 năm, nói cực kỳ đẹp luôn á. Mai này cái thế cái dáng đẹp chưa, bây giờ nó nụ rồi, hình như không thấy còn nữa. Dáng đẹp. Cây mai này 60 năm á. Bông cũng khá là đẹp nè. Bông đẹp. Còn cái gốc này. Xích. Để trong nhà xích kia. Cái này mình không dám nói đánh giá gì, cái này các bạn có thể nhìn thấy cái góc nó rất là đẹp rồi. Mai này năm cánh, cánh nó dày luôn. Đẹp cực kỳ. Dáng đẹp mà. Ha. Mai dán con voi. Dạ. Trời, lần đầu tiên mà sư phụ dẫn đi chỗ này trời. Nó đẹp. Rồi, mời các bạn hãy xem. Đây là một khung cảnh làng An Bang. Làng An Bang. Sắp sửa đi vào nhà anh nhạc sĩ Lê Minh Hiền thăm mẹ. Hôm nay chúng ta thì theo ca sĩ Thu Nga sẽ dẫn vào nhà của nhạc sĩ Lê Minh Hiền. Đây là nhà của nhạc sĩ Lê Minh Hiền tại Huế. Wow, cây mai này các bạn ơi. Chào anh. Chào anh. Cái mai đẹp quá. Chị Hà, chị Nga này. Đây mai đây nó cũng bắt đầu nở rồi. Rất là đẹp các bạn ha. Cực kỳ luôn. Cái gốc mai này. Thì giờ mình đang phóng sự cây mai mà. Còn cây mai kia bên kia nữa này cô. Dạ. Chưa về thằng lái. Cái kia cho đẹp. À. Con đẹp thì thiệt là đẹp. Con đẹp hơn nha. Chụp đẹp nha. Trời ơi, cầm kiếm này. Thôi để tắt camera. Rồi, ok được rồi.
Rồi ok, đẹp. Rồi kiểu này khác, kiểu rồi, khác. Kiểu khác nữa không? Kiểu này nè, gì nè. Rồi. Chờ em lấy cái chân luôn, toàn chân. Lấy cái chân luôn, cái chân luôn. Ok. Giờ mình đi vô đi, cái này tính sao đi. Tính sao đi. Cây mai này mấy năm tuổi rồi? Cây này á? Dạ. Cây này khoảng 40 năm đó. 40 năm hả? Tao qua là nó lâu dữ. Là 40 năm à. Là nó hơn em đó. Hơn em mấy tuổi luôn ha. Ở đây là cái mai này là còn em thấy đằng kia nha, cây mai này là to nhất đúng không anh? Cây này không to lắm kìa. À cây ngoài kia cũng có. Mấy cây này năm nay hẳn con quá. À hành hình như anh không lặt lá chứ phải không? Như vậy. Hàng kia có bắp nó mình lặt lá chứ có chứ cho vô mình cũng hẳn mà không có bắp mới lặt lá hàng cũng to quá. À vậy ha. Như cây này nếu mà về kinh tế nó cái giá trị nó khoảng bao nhiêu ta? Cái này thì giá trị á. Dạ. Giá trị ngoài trăm. Ngoài trăm ha. Đẹp. Đó là ở đây. Dạ. Có giống cái trùng khác này khác nữa. Dạ. Thường thường mai thì ở Huế nó có giá trị hơn mấy tỉnh khác không ạ? Đây em thì quên mất tiêu rồi. Ở bên Hòa chứ, chụp em mấy cây, chụp mấy bô coi. Đẹp các bạn. Xong rồi đấy rồi. Đây một trong những cây mai mà đẹp nhất xứ Huế, 40 tuổi rồi đó. Cực kỳ đẹp luôn. Thì hôm nay đến với cái video này. Được chưa? Qua tới bên này. Đây kiểu khác. À hôm nay đây, biết sao hôm nay cho đẹp thế ta? Cô khác, cô ra tiếp. Tại sao mình nhìn quá. 2, 3, rồi chị bắt được bên đi nè. Bên đi, à, cái kiển kìa. Cái kiển nhỏ này nè. Đây, cây mai phải nói rằng cái mai năm cánh nha các bạn ha. Đẹp mê ly luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, review cho các bạn coi ha. Rồi, cái góc mai nè. To đùng luôn nè. Góc mai này khá là bự. Cái này mai bonsai này mà anh nói nó không có bông. Bông nở đi tan rồi. Nó tan rồi ha. À, vậy là cây ngoài kia. À rồi, nó có bông nè. Anh để anh chơi anh chơi trước Tết luôn. Rồi cái này. À. Cái cây này nó cái hột cái gốc nó lên vậy luôn ha, anh ghép anh. Cái gốc nó lên vậy luôn ha. Thì gốc vào đó. Chắc cũng mấy chục năm rồi cây này. Cây này già. Già rồi ha. Cây này phải trên 60 năm rồi. 60 năm. Đúng lọt vô. Nó so như nếu dạng nó nằm trên bonsai này giá trị nó cao hơn cây đứng ở ngoài chứ. Cao hơn. Nó không có nhiều à. Tại vì em không biết mai giờ em review về kiểu em không biết cái gì giá trị thật sự. Cây này bình như phải hơn 5 xì. Là nhiều 500 triệu à. À. Ghê ta. Nó là mình đánh giá về cái tuổi đời nó, cái gốc nó phải không? Cái này nhiều người cái thế này, thế mai có anh cứ thế gì không? Con rồng con phượng gì không? Hay nó cũng bình thường thế bonsai thôi. Thì bonsai nhưng mà đã hàng nên tường hàng dũng thì còn cùng voi thế. Dạ dạ. Đây. Như vậy là phải xích bài bản kỹ càng chứ. Em ở Bình Định nhưng mà em sống với em ở Sài Gòn. Em hay đi với sư phụ rồi. Em là đệ tử của sư phụ.
hoa đang chiều cùng hai. Wow, đây là cái mai cũng khá là đẹp nha các bạn. Mai này thì đẹp nè. Đẹp không? Đẹp cực kỳ ấn tượng, đẹp. Đẹp quá các bạn. Còn đây nhìn ra đây, cái mai này đang ra búp này các bạn ơi. Cái này chắc kịp Tết luôn này, cái này kịp Tết luôn này, đẹp cực kỳ luôn này, kịp Tết này. Cái này hồ cá hay gì đây, hồ cá bonsai. Mai đúng mai Huế này. À, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Hẹn anh em một cái video khác nha.